Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với buổi đào tạo tiếp theo của team hỗ trợ kỹ thuật. Nội dung hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người về dầu định hình. Nội dung trình bày gồm các phần, định nghĩa và đặc trưng của quá trình định hình, các phương pháp định hình, quản lý và phân tích dầu đã sử dụng. Ba dòng sản phẩm định hình của công ty chúng tôi đó là dầu sử dụng cho quá trình rèn, tức là forging, dầu sử dụng cho quá trình dập, hay còn gọi là punching, và dầu cho quá trình kéo và dập sâu, tức là drawing and press. Vì thời gian có hạn, nên trong buổi hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người về hai phần, đó là định nghĩa và đặc trưng của quá trình định hình và các phương pháp định hình. Các phần còn lại chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở các buổi đào tạo tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần định nghĩa và đặc trưng của quá trình định hình. Về định nghĩa, chúng ta cũng biết rằng khi tác dụng một ngoại lực và một vật liệu thì xảy ra hiện tượng biến dạng, nhưng khi chúng ta ngừng tác dụng ngoại lực thì vật liệu đó trở lại trạng thái ban đầu. Tính chất này gọi là tính đàn hồi của vật liệu. Ngược lại, khi chúng ta tác dụng ngoại lực mà trạng thái biến dạng không trở lại trạng thái ban đầu thì được gọi là biến dạng dẻo, hay còn gọi là biến dạng vĩnh cửu. Theo cách này, một phương pháp làm việc để tạo ra hình dạng và kích thước mong muốn bằng cách sử dụng biến dạng dẻo của vật liệu được gọi là gia công dẻo hay gia công định hình. Về tính chất của phương pháp gia công định hình này có 4 đặc điểm sau. Thứ nhất là có thể sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm giống nhau trong thời gian ngắn. Thứ hai là cải thiện được tổ chức của kim loại. Thứ ba là tiết kiệm được vật liệu gia công. Và thứ tư là độ chính xác cao hơn so với vật liệu đúc. Về phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào các quá trình gia công định hình. Ở đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 quá trình phổ biến trong công nghiệp. Phương pháp đầu tiên đó là phương pháp rèn, hay còn gọi là forging. Phương pháp này tạo ra hình dạng vật liệu kim loại bằng tác dụng một lực mạnh cơ học bởi tải có độ bền tuyệt vời. Các sản phẩm chính được sản xuất bằng phương pháp này gồm có thiết bị lái, hệ thống treo, phanh, trục bánh xe, bánh răng dẫn động, các trục, bu lông. Về phương pháp sản xuất, có hai phương pháp chính, đó là rèn nóng và rèn nguội. Một số sản phẩm chính đặc trưng cho phương pháp này của công ty chúng tôi đó là SHL Heading L325-1, SHL Heading Pro6H-1. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp ép đùn, hay còn gọi là extrusion. Phương pháp này để sản xuất một thanh hoặc một ống mà ở đó vật liệu được đặt ở nhiệt độ phòng hoặc được nung nóng và được đưa vào máy ép để tạo ra hình dạng mong muốn. Có hai phương pháp sản xuất đó là ép nóng và ép lạnh. Sản phẩm sử dụng cho quá trình này là SHL Samsung Drone 50. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phương pháp thứ ba. Phương pháp này gọi là phương pháp tạo ren, hay còn gọi là form rolling. Phương pháp giúp tạo ren pit hoặc bánh răng trên bề mặt chính của vật liệu được quay bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều con lăn quay quanh vật liệu ấy. Với các sản phẩm chính được tạo ra kể đến như các bánh răng hay các bu lông, trục vít. Sản phẩm điển hình trong phương pháp này đó là SHL Thread One. Phương pháp gia công thứ tư đó là phương pháp cán, hay còn được gọi là rolling. Phương pháp này sử dụng hai hay nhiều con lăn quay quanh trục với mục đích làm giảm tiết diện mặt cắt ngang và chiều dày của vật liệu, và được sử dụng để sản xuất hàng loạt do cấu trúc và đặc tính tuyệt vời của nó như phương pháp rèn và khả năng sản xuất cao. Các chi tiết được sản xuất từ phương pháp này bao gồm thanh, tấm, giấy nhãn, giấy nhôm, thép tấm cuộn. Có thể sử dụng phương pháp cán nóng hoặc cán lạnh cho những ứng dụng này. Một số sản phẩm dầu SHL trong quá trình cán như Ron S100F, Ron S120F, Ron 32F. Phương pháp thứ năm đó là phương pháp kéo, hay còn gọi là drawing. Phương pháp này được định nghĩa là đưa một vật liệu qua khuôn kéo cùng với một lỗ ở dạng hình côn và gia công đến kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất của lỗ. Phương pháp sản xuất các sản phẩm như dây, ống, dây ngoài trục, trục. Một số sản phẩm điển hình như SHL RAW A020,
SHL Wide Draw 240, SHL Draw 43CF, SHL Draw 150HA. Và phương pháp cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là phương pháp dập hay còn gọi là press. Phương pháp gia công này tạo ra các hình dạng khác nhau của vật liệu bằng cách sử dụng gia công biến dạng dẻo được phân loại bằng tách, đúc và nén. Phương pháp này rất là phổ biến và được sử dụng để sản xuất các chi tiết trong lĩnh vực điện, điện tử như tụ điện, bảng mạch, bộ rung, các phụ tùng ô tô như bộ tản nhiệt, điều hòa và các chi tiết máy như lõi. Dập có nhiều kiểu dập và do sự khác nhau về quy trình nên người ta chia ra làm nhiều loại như shearing, blanking, patting, trimming hay là punching. Một số dòng sản phẩm điển hình của công ty chúng tôi đó là SHL Punch H, SHL Punch Q4T, SHL Punch 200H. Trên đây là hai nội dung đầu tiên của dầu định hình chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong buổi hôm nay. Buổi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các nội dung còn lại của chương này. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Nếu có thắc mắc hay có câu hỏi gì, mọi người có thể liên hệ với team hỗ trợ kỹ thuật chúng tôi qua email dưới đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.